Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Em lên combo quá VIP cho anh em cùng chơi. Các bác nào mà có nhu cầu đến linh kiện VIP, hàng xịn, hãy đến với cửa hàng Tùng Nguyễn Audio. Hàng siêu rẻ em cũng có, cũng làm, nhưng hàng VIP thì em bảo hàng VIP cho anh em cùng dễ hiểu. Các bác cùng xem phân khúc ngày hôm nay, đó là chơi với cả check kèn neo và bát 40 của Turbo từ 109 côn 76. Và bình thường các dòng khác anh em chỉ chơi côn từ đơn từ 109 côn 76. Nhưng hôm nay em nhập về một loại bát từ 2 kép, từ kép 2500. Đây, một viên từ đúng không ạ? Hai viên từ. Con này từ dày như này, nó đánh tiếng trống rất là uy lực. Và đặc điểm cái dòng Turbo Solix nó đánh tiếng bát nó rất là êm và nó có độ sâu của loa bát và nó cái độ thẩm âm của nó hay anh em nhé. Từ 109 côn 76 đít bát của nó có đôi 46 cái lốt để xoài tỏa khí tỏa nhiệt. Em có một dòng nữa thì dòng em hay bán là từ 109 côn 86, nhưng đây là từ 109 côn 76 và lòng dòng từ kép 2500. Con này màng ở đằng sau sần, đây là mẫu mới, lón nhôm, màng sơn dầu bóng, gân 3 gân. Turbo DM550 có tem 7 màu để chống hàng giả. Râu của nó được bọc dây điện từ ngoài và trong, cổ côn là đánh keo sữa. Đấy, từ 190 côn 76 từ kép 2500. Cam kết cho anh em chống sâu, đánh có độ lực của loa bát, hát tiếng rất sáng luôn, vì dòng này là dòng xịn. Chỉ dành cho anh em là chơi hàng xịn đấy nha, chơi hàng rẻ thì đừng hỏi cặp loa này. Và đây là con tép côn 75 của BNC, côn dây dẹp từ bi. Từ bi sáng bóng khít đều, con này tiếng tép rất là hay và hàng của em lúc nào cũng khác với hàng trên thị trường. Cốc của nó cốc nhôm và khe từ của miền đồng và phân tần có bo chống cháy. SH820N có bo chống cháy và hai chở nhôm. Phân tần này là dành cho loa full, một chiếc và một bát và in ở đường vào. Chạm nhún. Anh em có nhu cầu quan tâm đến combo xịn như thế này, chiếc như thế này, hãy liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn Audio. Đây là mẫu bát mới về và được anh em đánh giá rất là ok và chất lượng rất hay, em cam kết cho anh em. Anh em có nhu cầu quan tâm đến bát thường mà tép neo thì quá là tuyệt vời rồi. Tép neo tiếng nó rất là sáng luôn. Anh em nắp lên loa không thì hay, gửi lại hàng cho Tùng Nguyễn Audio nếu cam kết cho anh em là con bát này. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào và hẹn anh em trong clip mới. Anh em quan tâm đến dòng cao cấp hãy liên hệ trực tiếp cho em để có cái giá yêu thương nhất các bác nha.